Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Android tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Ở bài này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách load cái hình avatar của Facebook về app của mình. Thì các bạn xem thử như sau. Đây, ví dụ đây là Facebook của tôi, facebook.com/khoaphạm.vn. Ở đây không phải là Facebook nữa mà gọi chính xác hơn là một cái fanpage. Tại vì từ tháng 7 2015 vừa rồi thì Facebook nó hạn chế, nó không cho mình lấy avatar của một cái Facebook bình thường, mà bạn phải là fanpage thì nó mới cho bạn lấy. Ví dụ như tôi đang làm một cái fanpage, thì làm sao nhìn vào biết nó là một cái fanpage? Thì bạn nhìn vào bạn thấy nó có cái lượng like là những cái fanpage đó. Còn nếu những Facebook bình thường thì bạn chỉ có friend thôi nha. Tôi đang là fanpage, thì trong fanpage bạn thấy là đây là cái hình icon nhỏ nhỏ, người ta gọi là avatar. Thí dụ avatar của tôi là logo nè. Thì có một cách là từ cái tên này nè, mình có thể lấy cái hình nó ra bằng cách như vậy. Các bạn gõ đường dẫn là graph.facebook.com / cái tên Facebook của mình / picture, enter. Nó sẽ tự động đẩy tới cái đường dẫn của tấm hình. Và đường dẫn này chính là cái tấm hình của mình nè. Tương tự nếu mà nó nhỏ quá thì bạn gõ thêm vô chấm hỏi type bằng large. Đấy, nó sẽ ra cho mình cái hình lớn. Như vậy thì bạn nhớ cho tôi cái đường dẫn này nha. Graph tốt nhất là HTTPS nha. HTTPS nó sẽ chạy tốt hơn. Graph.facebook.com / cái tên tài khoản fanpage / picture chấm hỏi type bằng large. Nó sẽ đẩy tới cho mình cái hình avatar của tài khoản Facebook. Bạn có thể tự test bằng cách là bạn thay cái khoaphạm.vn bằng một cái thông số khác. Đấy, bây giờ tôi muốn làm bài tập này nha. Rồi, bắt đầu. Thì chuẩn bị bằng cách là tôi vào Android Studio. Tôi kéo một cái image view qua. Và tôi muốn khi run app lên thì image view này sẽ hiện ra cái logo của tôi, lấy từ Facebook về. 200 dB, height là 200 dB. Rồi, xem thử nha. Đấy, double click vào nó, đặt tên là image view Facebook avatar, enter. Đấy, bây giờ tôi qua bên Java, tôi tiến hành ánh xạ đó nha. Nó là một cái image view img Facebook avatar, chứ phải. Rồi bây giờ tôi tiến hành ánh xạ ở đây, img Facebook avatar. Nó là một cái image view fire ID image view Facebook avatar. Đấy, rồi bây giờ phần quan trọng nhất của mình đây. Bạn nhớ mình đang load hình từ trên mạng đem về, bắt buộc thì phải dùng async rồi thì nó mới chạy trên 5 chấm. Trong async đó mình sẽ load hình trên mạng về. Thì công thức async mình đã học rồi. Thì tôi sẽ khởi tạo async nha. Sau đó tôi lên onCreate, tôi gọi async nó ra. Sau đó tôi vào bên trong machine, tôi viết code, tôi load cái hình về. Đấy, rồi bắt đầu. Tôi khởi tạo scene nha. Class, thí dụ load Facebook avatar. Nó extend một cái scene task. Bạn truyền vào string integer, string rồi. Bạn lên cái hàm load Facebook avatar class, bạn nhấn internet enter. Bạn chọn implement methods. Bạn chọn to in background, ok. Nó sẽ có cái hàm là to in background. Thì trong cái hàm async mình đã được học rồi. Bộ đôi đi chung với nó là to in background là cái hành động nó sẽ load dữ liệu về. Và khi load về xong có data rồi, nó đổ vào trong tấm hình, làm on post execute. Ra ngoài gọi chữ on post execute. Thì bạn để ý ha, do in background và on post execute nó nằm bên trong cái thằng load Facebook avatar. Đấy, nhớ cho đó nha. Thì ở trong đây làm gì thì tôi chưa biết, nhưng mà mình đi lên on create thì mình có thể gọi cái thằng này ra. Thôi bây giờ gọi nó sau nha. Rồi bây giờ tôi nói hành động quan trọng nhất nè, là trong do in background. Do in background thì bây giờ mình cần load một hình trên internet đem về. Thì bạn có thể nhìn là công thức của mình. Cái khúc chỗ này là async ha. Hồi nãy giờ tôi đang làm async nè.
Rồi bây giờ bạn kéo lên trên cùng, bạn nhấp xuống một chút xíu. Bài Image View nó nằm ở phía trên đây. Image View lấy hình từ Internet về. Đầu tiên tạo URL, tạo bitmap. Rồi bạn set image bitmap. Rồi bây giờ làm từng bước nha. Cứ tạo URL trước. Đây. Bây giờ ở chỗ này nè, tôi sẽ tiến hành tạo một cái URL là new URL. Đấy. Tôi truyền cái đường dẫn HTTPS wrap vào. Đường dẫn mà lúc nãy tôi test cho bạn coi rồi đó. Đấy. Thì tôi nhận thấy một điều là tôi gọi đúng công thức nó báo lỗi. Thì tại sao vậy? Bạn để ứng dụng vào. Thì bạn đi ha. Nếu mà nó nhắc mình là exception, như vậy thường những cái hàm exception là bạn phải để trong try catch. Tại vì thằng Android nó nghĩ rằng là URL á, là địa chỉ trang web. Mà địa chỉ này có khả năng nó không chạy. Vì một lý do nào đó, mấy khách hàng không kết nối 3G, không kết nối wifi, hay là tại thời điểm đó cái đường dẫn này bị lỗi, thì nó sẽ kéo theo nguyên cái project mình lỗi luôn. Do đó bạn phải để trong try catch. Bạn click ngay cái chỗ mà nó báo lỗi màu đỏ nha, nhấn Internet Enter, chọn Surround with try catch. Đấy, Surround with try catch. Rồi hết lỗi nha. Tiếp. Rồi giờ coi công thức nè. Bạn tạo tôi một cái bitmap BMP, bitmap factory decode stream. Rồi thử nha. Bitmap BMP. Rồi bitmap factory decode stream. Thì trong đây mình làm gì? Mình nhìn công thức nha. Mở kết nối tới URL get input stream. Rồi mở kết nối tới URL u.open connection get input stream. Đấy, thì sau khi làm xong bạn thấy cái chỗ mà open connection mà đáng chuột vào. À, từ từ đáng chuột vào nó nhắc mình là một cái exception nữa. Như vậy đúng ra chỗ này á, bạn nhấn Internet Enter, bạn chọn surround try catch mình đừng có chọn. Nếu mà bạn chọn surround try catch nó sẽ có một cái try catch nó bao dòng này lại. Nhưng mà không nên, tại vì đã try bên ngoài rồi. Thôi, bây giờ một try ngoài này thôi, nhưng mà thêm một cái catch để bắt lỗi của thằng connection này. Internet Enter, các bạn đừng có chọn surround try catch nha. Các bạn chọn là add catch clause. Nó thêm cho mình một catch nữa để mà nó bắt lỗi của thằng open connection. Giờ không lỗi nữa. Đấy, thấy chưa? Bây giờ mình có cái BMP rồi. Bây giờ quan trọng tiếp theo của mình là mình có BMP rồi, mình set cho image. Nhưng nhớ một điều là tuyệt đối không có được gắn hình ở bên trong hàm do in background. Không được làm như vậy. Không được luôn. Tại vì nếu mà bạn gắn như vậy á, thì đặc điểm do in background là gì? Không được là thay đổi layout, mà muốn thay đổi giao diện gì đó xuống đây làm. Như vậy nhiệm vụ của thằng này á, là bạn chỉ load về cho tôi mỗi cái bitmap thôi. Như vậy thì nếu mà bitmap để ở đây á, thì xuống đây nó đâu có hiểu đâu, tại vì hai hàm khác nhau rồi. Như vậy là bạn phải đem cái bitmap ra tầng cục. Cách làm nè, bạn cắt cái bitmap BMP đi, bạn đem để ở ngoài cùng kiểu khu vực mà mình khai báo cái tấm hình á, để mà mình ánh xạ đó, mình có một cái bitmap BMP. Thì ngay chỗ này nè, mình sẽ nói là BMP bằng chính nó. BMP là bằng cái decode stream để làm chi. Đi xuống hàm output SQ, mình lấy BMP ra mình xài. Và hình dung được ha. Tại vì do in background là nó có cái BMP rồi, là bitmap rồi. Thì bây giờ mình đi xuống đây mình lấy ra mình xài. Đây. Bây giờ tôi bắt đầu tôi lấy ra tôi xài nha. Trước tiên là tôi ánh xạ tấm hình. Tấm hình mình ánh xạ chưa? Ánh xạ trên này rồi. Như vậy là tôi việc lấy ra mình xài thôi. Chấm set image bitmap BMP. Đấy. Rồi ha. Rồi bây giờ tôi tiến hành tôi gọi kích hoạt cái scene này ra nha. Cho hãng create tôi nói là run on UI thread. Run on UI thread. New runnable. Trong đây tôi khai báo là new. Thì cái lớp tôi là load Facebook avatar. Load Facebook avatar. Execute. Đấy. Thì như vậy là vừa bạn vừa run app lần cái nó gọi thằng này. Thì trong quá trình nó gọi thằng này nó làm cái gì? Nó gọi to background
thì Trương bắt ra nó load Facebook về, nó đổ vô bitmap. Thì sau khi nó load liệu xong thì nó sẽ gọi tới cái hàm onboard SQ. Thì lúc này mà có bitmap BNB rồi, bạn load nó vào tấm hình. Rồi bây giờ nhiệm vụ cuối cùng là bài này mình có ra internet, thành ra là to double click vào manifest, trước application, use permission, internet, xịt, đóng hoặc chọn lại, sao lại. Đây, rồi tôi kiểm tra lại lần nữa nha, tôi đang đọc đường dẫn là tấm hình này. Rồi, run, kiểm tra. Tôi chọn máy ảo, ok. Đấy, thấy chưa? Chạy một hồi bạn đợi tí xíu bạn thấy cái avatar của mình hiện ra. Thì chắc chắn một điều là bên Facebook tôi mà đổi avatar thì trong này nó đổi luôn. Rồi, như vậy thì tóm lại, mục đích của bài này là bạn biết được cái cách mình load một cái hình từ trên internet đem về thế nào nha. Thì tôi nhắc lại các bước chính nè, tôi tóm tắt lại nha. Thứ nhất là bạn sẽ khai báo cho tôi cái class load Facebook avatar nó extend cái syntax. Thì trong đây mà có hai hàm, một là join background và hai là onboard SQ. Mục đích của join background là bạn load cái hình từ trên mạng về. Thì sau khi nó load dữ liệu về xong, nó sẽ gọi cái hàm onboard SQ. Thì bạn có trong quá trình mà join background á, bạn load cái hình trên mạng về, bạn đổ nó vào một cái bitmap BNB để làm chi? Bạn xuống ảo onboard SQ, bạn gán hình cho nó. Và nhớ một điều là tuyệt đối không có gán cái hình ở ngay trong cái hàm join background nha. Join background đơn giản là chỉ là lấy dữ liệu cho bitmap thôi. Còn muốn gán hình gì đó là bạn xuống onboard SQ bạn làm. Thì sau khi bạn cấu hình xong cái thằng syntax này rồi, bạn đi lên hàm onCreate và tiến hành gọi nó ra run UI thread new runnable load avatar execute. Thì tôi nói thêm giống như bài bữa trước là thay vì là bạn đọc được dẫn này ha, cắt đi. Bạn để là params phần tử thứ 0. Thì nếu làm như vậy thì bạn lên onboard SQ á, bạn phải truyền tham số cho nó. Thì bạn truyền tham số là cái gì thì cái này chính là param 0. Như vậy là thí dụ như bạn muốn đổi avatar khác thì chỉ cần bạn thay đổi cái tham số này thôi. Thì bạn có thể làm cái bài tập là bạn cho khách hàng nhập cái nick Facebook mà trong cái text view edit text, rồi bạn thả nó vào cái chỗ khoa phạm vn này, rồi bạn load cái hình ra, click button load hình và avatar của họ ra. Thì đây là cách mà mình lấy cái hình từ trên mạng đem về, cũng như là mà lấy hình avatar của Facebook. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.